Hello, welcome back to my channel, Stars Hero. Masuki, Motoko desu. Let's go. Ok, va vedea de mâini se ce înseamnă de doar.
Traffic Reader. Let's go. Oh man, oh my gosh, yes. Không thể kìm hãm được phanh. Wow, oh my gosh. Tiếp tục vào. Xe máy này khá là nhanh, 173 km/h. Oh man, oh my gosh, okay. So, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Review rushing. Let's go. Thank you.
ngoài mình có thể vượt qua được không. Có một cái update rồi mình sẽ thử xem. Có thể không vượt qua được rồi. Xem ta đi khá nhanh. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Rush Rally 3. Let's go. CR Racing 2. Let's go. Đây là một trong những tựa game khá hay và hot trong những tháng vừa qua. Các bạn cùng mình khám phá tựa game này nhé. Let's kill him.
Okay, let's go. OK, và mình sẽ chuyển sang tập kiến tiếp theo. Bridge. Ở đây các bạn sẽ hóa thân là một anh chàng lái taxi, lái xe buýt. OK, let's go. Continue. Đây mình sẽ tăng tốc độ tối đa, đó là 120. Oh my gosh, đây là một con đường gì đây? Bay mất tay lái luôn, đường hỏng luôn. Oh man, ok.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới cái tiếp theo. Đoạn đường đó chắc là bị lỗi rồi. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.